Em và bên cửa hàng em lại tiếp tục về hơn 1.000 bộ sản phẩm Blackoptic F900 Plus. Và hôm nay thì bên em quyết định là giảm giá tiếp cho anh em với mẫu sản phẩm Blackco này, số rất là hay này. Ở thời điểm trước thì giá khuyến mại đang là 1.600.000 đồng đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Tùng Audio giảm thêm cho anh em xuống mức giá chỉ còn 1.550.000 đồng với một cái dòng sản phẩm Blackco này số đầy tính năng và trải nghiệm hóa gia đình rất mượt mà. Đây chính là em Blackoptic F900 Plus, mẫu Blackco này số đang rất là hay và rất là hot. Rất nhiều anh em đã đặt hàng và nhận hàng bên cửa hàng Tùng Audio rồi và phản ứng rất tích cực với mẫu sản phẩm Blackco này số này. Và ngày hôm nay thì cùng với em lại tiếp tục review cái dòng sản phẩm Blackco này số Blackoptic F900 Plus nhá. Đây là hộp khi các bác về em nhận hàng bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Đầu tiên thì bên trong thì sẽ có bao gồm là những linh kiện như sau khi các bác về em nhận hàng. Đầu tiên đó chính là dây jack cắm nguồn này. Điều khiển remote mẫu này thì đã có cải tiến rồi, đã có điều khiển remote cho anh em rồi. Anh em có thể là sử dụng cái điều khiển này để chuyển bài, tăng âm lượng và giảm lượng volume nhé. Và ngoài ra thì sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng và đi kèm với nó là một bút chỉnh và hai quả pin để các bác và em ghép nối với điều khiển. Ok. Và đây là bộ đầu thu JBL S900 Plus và Lake Aquatic S900 Plus. Đây, em nhìn chưa? Với tông màu là màu sáng trắng rồi. Đây là một phiên bản rất là đẹp, rất là sang trọng với phòng hát gia đình, rất nhiều tính năng, mặt màn hình full 4K hiển thị đầy đủ chức năng cho anh em. Và bây giờ em sẽ đặt lên kia và cùng với tất cả anh em trải nghiệm về mẫu Blackoptic F900 Plus này. Đây là hình thức khi các bác và anh em cắm đèn với Blackoptic F900 Plus. Và mẫu này thì em đã nói rồi, rất nhiều anh em đã đặt hàng và cảm giác rất là ưng ý bởi vì tiếng chất lượng nó mang lại quá nhiều. Và đây anh em nhìn thấy giao diện đây, mặt file nhôm chống xước màu trắng kết hợp với mặt màn hình điện tử full 4K hiển thị đầy đủ thông số và bao gồm rất nhiều các giải cho anh em điều chỉnh từ delay, repeat, reverb, echo, reverb chỉnh riêng, exciter lớn tiếng mic, FB chống hú rất tốt và đường bass mic chép đầy đủ phần mic và bass mic chép đầy đủ phần nhạc. Anh em có thể điều chỉnh một cái chi tiết với cái dòng Blackco này số này, chất lượng âm thanh số nhưng mà chỉnh được bằng cơ. Đây là một cái điều rất là thuận lợi cho anh em phòng hát gia đình, có thể là tự trải nghiệm, tự điều chỉnh theo ý thích, theo cái giọng hát của bác anh em. Ba phím volume làm bằng kim loại, effect, âm lượng mic, âm lượng nhạc. Anh em có thể điều chỉnh to nhỏ theo ba cái phím volume này. Đấy. Mặt sau của Blackoptic bao gồm rất nhiều đường dây cắm khác nhau cho anh em đấu nối từ cục đẩy hay là đường anh em đấu nối xuống âm ly, có đường dây tín hiệu AUX1, AUX2, đường dây kết nối Bluetooth, cổng quang, đường cổng mic 3 anh em cắm mic không dây. Ngoài ra thì nếu như anh em sử dụng súp, nếu anh em sử dụng súp cắm vào đây và có thể điều chỉnh cắt giảm súp và volume của súp ở ngay trên con vang này nhá. Đấy, một mẫu vang cơ này số tích hợp đầy đủ tính năng chắc chắn là sẽ làm các bác và anh em hài lòng với phòng hát gia đình. Và ở thời điểm hiện tại em đã báo giá cho anh em rồi, về hơn 1.000 bộ thì chắc chắn là sẽ có giá thành hợp lý hơn, giá khuyến mại rẻ hơn so với đợt trước, 1.550.000 đồng con Blackoptic F900 Plus này. Và hy vọng mà anh em nhận hàng sẽ cảm thấy ưng ý và ủng hộ Tùng Audio Hải Dương nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm chất âm của Blackoptic F900 Plus nhé. Em sử dụng luôn mic dây các bạn ạ. Cũng khá là nhiều anh em cứ hỏi về em về cái dòng mic dây em hay test hàng như thế này. Thì báo thật cho anh em, mẫu này thì bên em đang xả giá là 350.000 đồng mẫu mic dây thông dụng để anh em hát karaoke gia đình rất mượt mà, rất hay, rất sáng. Ok. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 Albert 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 Alo. Tiếng chất âm của Blackoptic F900 Plus mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là khoan khoái đúng không ạ? Tiếng sáng, tiếng khỏe, tiếng gì vật rõ là echo thì rất mượt rồi. Các cái giải delay repeat anh em chỉ cần hơi nhích một chút thôi là nó sẽ có hiệu ứng ngay. Và đặc biệt là cái chế độ FB chống ú của Blackoptic F900 Plus này cực kỳ tốt anh em ạ. Em sử dụng cặp loa bass 30 này mà em test loa gần test mic gần như vậy thì anh em có nghe thấy hiện tượng rú rít không ạ? Không đúng không ạ? Và với một con Blackoptic F900 Plus có FB chống hú cực kỳ tốt thì thế này sẽ hỗ trợ anh em rất nhiều. Nếu như đang sử dụng âm ni mà có tiếng rú rít rồi, ngay bây giờ trang bị cho mình một con Blackco này số này, vừa hỗ trợ về phần tính năng hát, vừa hỗ trợ chống hú ổn định và có rất nhiều các tính năng khác để các bác và anh em trải nghiệm với phòng hát gia đình. Hình thức đẹp, chất âm hay, giá thành rẻ, chắc chắn sẽ một
điểm tựa đáng tin cậy với phòng ăn gia đình với Elec Arctic S900 Plus. Giá khuyến mại ở thời điểm đợt này 1.550.000 đồng và miễn phí ship cho anh em, tặng cho bác và anh em một đôi dây kết nối. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio nha. Xin chào.